mặt tại Twin Tower để đi dạo. Lâu lắm rồi mình thấy một nơi mà có mật độ mọi người giơ máy ảnh lên nhiều như ở đây. Dã man, ai cũng có một chiếc máy ảnh. Kuala Lumpur by night. Ê, chúng mày đẹp vãi. This is the only place that Uber is still available over here. The advertising board is still there, but yeah, it's a Grab Century now. We don't need food. We don't. Chúng styling cùng Wendy. Hôm nay chúng tôi đã theo chân cô nàng Wendy và gia đình của cô để xem Wendy sẽ chọn cái sản phẩm gì. Xuất sắc chị Hằng ơi. Ôi thật sự khi mà em nhìn thấy cái đoạn này nó dọc rồi đoạn này nó ngang là em đã biết. Stylist của chúng tôi đang hướng Thanh Hằng về trang phục này. Phong cách 34 và cần một lớp học nhảy. Bây giờ đến chương trình của Kim Chi. Tôi cần một chiếc váy. Thưa quý vị và các bạn, váy nâu quần. Oh yes, áo dây cũng là một niềm đam mê mới của tôi.